Chi tiết dự án tuyến nối thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc có tổng chiều dài lên đến 21 km, vốn đầu tư là khoảng 2.100 tỷ đồng. Trong đây, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 400 tỷ, chi phí xây dựng khoảng 1.300 tỷ, còn lại là dành cho các phần việc khác. Nếu tính trung bình thì mỗi km tốn 100 tỷ. Toàn tuyến có 3 cây cầu là cầu Châu Đốc dài 667 m, cầu Mương Tri khoảng 33 m, cầu Thần Nông dài hơn 33 m. Ngoài ra còn có 66 cống. Công trình sử dụng cả ngân sách trung ương và địa phương, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Dự án xây dựng cầu Châu Đốc có tổng chiều dài là 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667 m, rộng 12 m, có hai làn xe lớn và hai làn xe máy. Điểm đầu nối với quốc lộ 91 tại km 113+71 m, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, cách bến phà Châu Giang hiện tại khoảng 1,5 km về phía hạ lưu. Còn điểm cuối của dự án là giao với đường 953. Dự kiến tổng số vốn đầu tư là 938,4 tỷ đồng. Đến nay thì dự án cầu Châu Đốc được Ủy ban tỉnh An Giang đề xuất làm thêm tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc nhằm kết nối liên tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp. Nhà. Đây là ngã ba của quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Châu Đốc. Đây cũng là điểm đầu của dự án này, đã được khởi công vào ngày 28 tháng 3 2022. Như vậy tính đến nay là đã hơn 6 tháng thi công. Giờ thì mời các nhà cùng xem tiến độ mới nhất hiện nay. Tại mình đo đạt thì từ ngã ba đến bờ sông là khoảng 870 m. Còn lòng sông chỗ này là rộng khoảng 350 m. Đây là nút giao lên xuống cầu với đường DT951. Đi thẳng sẽ kết nối với đường DT953, còn rẽ phải là tuyến đường mới đi song song với DT953, kết nối với thị xã Tân Châu tại bến phà Tân Châu Hồng Ngự.
Hy vọng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ để giúp bà con nơi đây sớm thoát cảnh qua sông Lì Phà, đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.